video đăng lên mạng quảng cáo thêm thì là thực chất còn nhiều lắm, đúng không? Có chuyên làm cái này mà. Hiện tại hương đỏ thì rất nhiều, hương đá này có 2 tấm. Tấm hôm trước ở nhà cũng có một người đến lấy rồi, người ta lấy trước rồi. Xuất hương đỏ à? Không, cũng tấm hương đá như này nhưng mà lúc đấy là để bên xưởng phun. Đang làm dở bên xưởng phun. Thì cả nhà chị mới đến thì thấy cái bước này còn cũng là giống luôn, dẫn được xưởng phun lấy. Y hệt luôn. Tấm kia tấm kia thì nó bị lỗi là các cái diềm nó cứ đến đây là nó đục kênh bong, là nó khoét kia thì nhìn như chuột gặm ấy. Cây thì có sửa cho em đâu, cây đây có sửa rồi mà, sần sùi hơn rồi đấy, không sửa cho nó mềm tí. Sần sùi thôi, sần sùi hơn là nhìn nó vui mắt hơn. Tại cái cây chính ở giữa là nó bóc lại cái mắt cho nó vừa đẹp hơn. Đấy, cái trước nó chỉ rạch rạch thôi, nó không bóc. Cho nó bóc thêm đi, thì nó sần sùi hơn. Mẫu này là độc đáo đấy, chỉ có một mình có đây. Thanh mong này, người cũng rất là đẹp. Mặt người nó thì như thế này. Thì mặt người mấy cái bước kia nó chỉ trông nó chối, không có hồn. Mua phí tiền đúng không? Đây. Đúng, chính xác. Mua phí tiền. Chơi thì nó yên tâm luôn. Mua một lần thì dùng mãi luôn. Nhìn nó đẹp. Đấy, cây cối nhìn rất là thật. Rất là thật. Mặt rất khôn. Đấy, đấy 5 phân thôi, không cần quá. Nặng 5 phân B đã nặng rồi. Thì 7-8 phân đấy. Cái khung cơ bản, cái khung nó dày, khung 6 phân. Wow, game. Okay.